Hey yo, it's good, mình là Gà và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel YouTube của Tim Mobile. Thì như các bạn đã đọc cái tiêu đề của video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng camera trên thiết bị iPhone. Và cái ứng dụng camera thì này thì nó có thể giúp cho các bạn tùy chỉnh những cái thông số như là chụp ảnh RAW này, có thể giúp cho các bạn tùy chỉnh ISO, tốc độ màn chậm hay là những cái thông số lấy nét các kiểu. Cái ứng dụng nó có tên là Obscura. Và cái ứng dụng này nếu như các bạn tìm kiếm trên App Store thì nó sẽ là một ứng dụng mất phí. Nó rơi đâu đó vào khoảng hơn 100.000. Nhưng ở đây thì mình đã cài đặt sẵn rồi và mình cài đặt nó hoàn toàn miễn phí. Và cách làm để cài đặt cái ứng dụng này miễn phí như thế nào thì trong video này mình sẽ nói đến cho các bạn. Bên cạnh đó thì mình mượn chiếc iPhone 7 Plus này tại cửa hàng XT Mobile. Và nếu như bạn nào quan tâm tới những thiết bị iPhone thì các bạn có thể truy cập trang web của xtmobile.vn để tham khảo giá bán nha. Ok. Rồi ok, quay lại vấn đề chính thì để có thể cài được cái ứng dụng camera siêu phẩm này một cái miễn phí thì các bạn hãy lên App Store và các bạn sẽ tìm cho mình một cái ứng dụng có tên là Apple Store. Đây, mình sẽ ấn cho các bạn coi. Apple Store. Và các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về cho mình. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí thôi. Và khi mà các bạn tải về xong, các bạn sẽ ấn mở lên cho mình. Và nó sẽ hỏi các bạn những cái như là quốc gia hay là những cái truy cập gì đó, các bạn cứ ấn đồng ý hết cho mình. Và khi mà các bạn truy cập vào cái ứng dụng này rồi, các bạn sẽ kéo hẳn xuống phía bên dưới thì nó sẽ có một cái mục, đó chính là đây, ứng dụng Obscura 2. Và nó sẽ có một cái dòng chữ là Download Now for Free, thì các bạn sẽ ấn vào đây. Và các bạn sẽ ấn tiếp là Download Now for Free này. Và các bạn ấn tiếp là Continue. Và sau đó thì nó sẽ chuyển sang một cái trang khác và nó sẽ yêu cầu các bạn nhập mật khẩu. Thì nếu như bạn nào có xài vân tay thì các bạn cứ quét vân tay cho mình. Và sau khi các bạn đã quét vân tay xong thì nó sẽ có một cái mã code ở đây và các bạn sẽ ấn đổi quà. Thì nó sẽ tự động đổi cái quà, cái code này thì nó tương đương với cái giá tiền của cái ứng dụng này. Thì sau khi đổi quà xong thì nó sẽ cho phép các bạn tải xuống cái ứng dụng Obscura 2 này một cách miễn phí. Nhưng ở đây thì mình đã cài đặt và cũng như là đã xài qua cái ứng dụng này rồi thì cái nó sẽ hiện một cái dòng chữ là bạn đã đổi ưu đãi rồi, thì tất nhiên mình sẽ không thể nào đổi được nữa. Ok, nếu như các bạn đã tải xuống cái ứng dụng này một cách miễn phí rồi thì đây chính là cái giao diện của ứng dụng đó, cái icon của nó đây. Thì mình sẽ ấn vào và mình sẽ review cho các bạn về cái camera này. Thì khi các bạn mở lên, đây chính là cái giao diện chính của camera. Và nhìn phía bên dưới các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tùy chỉnh. Như ở đây sẽ là filter này. Tôi sẽ có rất nhiều những cái filter khác nhau. Đó, các bạn cứ kéo và các bạn có thể thấy được là nó có rất nhiều những cái filter. Và mỗi cái bộ lọc như vậy thì mình cảm thấy là những cái bộ lọc của nó rất là đẹp. Và các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái bộ lọc bị khóa. Và để có thể mở khóa được những cái bộ lọc này thì các bạn sẽ phải trả phí cho nó. Với cái bộ lọc analog này thì nó có giá là 45.000. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái tùy chỉnh như là chọn cái định dạng của cái ảnh này. Như là ở đây là ảnh JPEG này. Hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh sang cái định dạng của Apple trên phiên bản iOS 11 trở lên. Hoặc là các bạn có thể chụp được cả ảnh RAW với cái ứng dụng camera này, rất là hay. Tiếp đó các bạn sẽ có những cái như là chế độ chụp hiệu ứng chiều sâu, tức là chụp xóa phông á, hay là các bạn có thể chụp live photo này. Tiếp theo thì các bạn sẽ có những cái như là timer, hẹn giờ này, bật đèn flash này, cân bằng trắng, spirit level, tức là cái mà để cho các bạn có thể cân bằng được cái khung ảnh đó. Tiếp theo các bạn sẽ có grid, tức là cái khung chia khung như thế này ra khi mà các bạn chụp hình. Các bạn sẽ có camera ở đây thì chúng ta sẽ có như là zoom 2x này. Hoặc là các bạn có thể quay sang camera trước ở cái phần này. Khi mà các bạn chọn xong thì nó sẽ tự động quay sang camera trước. Và nếu như các bạn muốn quay lại camera sau thì các bạn chỉ việc ấn 1x hoặc là 2x thì nó sẽ tự động quay lại camera sau. Tiếp theo chúng ta sẽ có như là filter đó. Như vậy là những cái tùy chỉnh ở phía bên dưới thì các bạn cũng đã thấy được là nó rất là đa dạng. Bên cạnh đó thì ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là expose, tức là các bạn có thể điều chỉnh EV. Khi mà các bạn lấy nét đúng không? Thì các bạn có thể kéo cái EV này để có thể tăng sáng hay là giảm sáng khi mà các bạn chụp hình. Hoặc là các bạn muốn setup lại thì các bạn chỉ cần ấn cái auto ở bên này. Ngoài ra thì nó sẽ cho các bạn chỉnh focus, tức là các bạn có thể tùy chỉnh cái mức độ lấy nét này. Nếu như các bạn muốn chụp macro thì các bạn có thể kéo về cái mức ban đầu, tức là cái mức gần nhất. Hoặc là các bạn có thể chụp cảnh các thứ thì các bạn hãy kéo cái phần lấy nét này về phía vô cực. Thì nó sẽ giúp cho việc mà các bạn lấy nét cái khung cảnh nó dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì nó cũng có thêm cả những cái focus picking, tức là khi mà các bạn lấy nét vào cái vật thể nào đó thì nó sẽ hiện lên những cái đường xanh hay là đường đỏ gì đó, giúp cho việc mà các bạn có thể quan sát được cái vật thể này đã được lấy nét rõ hay chưa. Tiếp theo là ở hai bên, đầu tiên với phía bên tay trái đi, thì nó sẽ cho phép các bạn tùy chỉnh ISO này. Đó, với mức ISO thấp nhất là 22 lên đến mức ISO cao nhất là nó đạt được là 1737.000. Và nếu như các bạn muốn trở về mặc định thì các bạn chỉ việc ấn cái chữ auto ở đây, tức là nó sẽ setup dựa trên cái môi trường mà các bạn chụp hình.
Bên cạnh đó thì ở phần bên phải chúng ta sẽ có cái tùy chỉnh tốc độ màn chập. Với cái tốc độ màn chập ở đây là 1.24, các bạn có thể kéo lên đến là 1/100.000. Cái mức tốc độ màn chập cũng rất là cao. Tiếp đến thì nếu như các bạn kéo xuống thì đây chính là cái phần album mạnh của chúng ta. Nếu như các bạn kéo lên thì nó sẽ đưa ra cho các bạn rất nhiều những cái file trong cái phần album mạnh này. Thì nếu như bạn nào chuột những cái tính năng nào đó thì nó sẽ liệt kê vào những cái file như thế này. Và đây, đây là tất cả những cái ảnh mà mình đã chuột ở trong phần album tổng. Tức là ô photo đó, mình có 289 bức ảnh ở đây thì nó đều liệt kê hết ở đây. Không chỉ thế, nó còn đưa cho các bạn thấy được những cái định dạng của cái ảnh mà các bạn chuột. Như là những tấm ảnh mà mình chụp bằng camera mặc định của chiếc iPhone 7 Plus này thì nó sẽ để cái định dạng là HEIC. Còn nếu như bạn chụp bằng cái định dạng là JPEG trên cái ứng dụng camera này thì nó cũng sẽ để cho các bạn cái hiển thị cái định dạng JPEG ở đây. Và đây chính là phần library, còn bên đây chính là phần setting của cái camera này. Và khá là đáng tiếc là cái ứng dụng này chỉ có tiếng Anh, không có tiếng Việt, cho nên bạn nào có rành tiếng Anh hoặc là các bạn thường xuyên chụp ảnh, các bạn biết về những cái cụm từ, những cái keyword, những cái tính năng thì các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh hơn. Và nếu như các bạn muốn trở về cái giao diện camera, các bạn chỉ ấn giữ cái vòng tròn ở đây và các bạn kéo lên thì nó sẽ trở về cái camera mặc định. Và sau đây thì mình sẽ cho các bạn coi qua những cái tấm ảnh mà mình chụp với cái ứng dụng camera này, và cũng như là mình có áp dụng những cái filter khi mà mình chụp với cái ứng dụng camera Oscura 2 này. Rồi ok, và đó là tất cả những cái chia sẻ của mình về cái ứng dụng camera có thể coi là rất tuyệt vời trên iPhone. Nó có thể giúp cho các bạn tùy chỉnh rất nhiều những cái thông số. Các bạn cảm thấy như thế nào về cái ứng dụng này? Chứ riêng cá nhân mình thấy đây là một ứng dụng rất là cần thiết trên một cái thiết bị iPhone, nếu như bạn nào đam mê chụp ảnh. Và các bạn có suy nghĩ gì thì đừng quên để phần bình luận phía bên dưới nha. Bên cạnh đó đừng quên để một like, share và subscribe cho kênh YouTube của T-Mobile. Mình là Ga, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À mà quên, cái chiếc iPhone 7 Plus này mình mượn tại cửa hàng của T-Mobile. Nếu như bạn nào quan tâm thì có thể truy cập vào trang web của T-Mobile.vn để tham khảo mức giá bán của những chiếc iPhone nhé. Peace.